Máy ép cám viên trục đứng Takio, TK250 là sản phẩm chế biến thức ăn chăn nuôi, giúp bà con nông dân có thể tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn như tôm cua, tép, nghêu sò ốc, cám, treo củ quả, để tạo ra thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vật nuôi. Máy có năng suất làm việc cao 300-400kg mỗi hát, có thể chế biến đa dạng thức ăn cho lợn gà, vịt, một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất là sản phẩm chế biến thức ăn chăn nuôi giúp bà con nông dân có thể tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn như tôm cua, tép, nghêu sò ốc, cám, rau củ quả để tạo ra thức ăn hỗn hợp dạng viên cung cấp thêm giảm chi phí nuôi trồng. Máy sử dụng mô tô điện mạnh mẽ, hoạt động với nguồn điện áp 380V hoạt động ổn định bền bỉ, tùy thuộc vào nhu cầu mà sử dụng mô tô có công suất khác nhau, năng suất làm việc từ 300 đến 400 kg mỗi hát. Với năng suất này sẽ dễ dàng cung cấp đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi khi có sẵn nguồn yên liệu dồi dào, liên tục. Cùng với các mặt sàn đa dạng, bộ phận đĩa cắt có công dụng điều chỉnh kích cỡ viên cám to nho dài ngắn phù hợp với yêu cầu chủ chăn nuôi máy được trang bị cấu hợp số ô tô duy trì ổn định tốc độ hoạt động của máy máy có chức năng nghiền trộn ép ra cám dạng viên từ các nguyên liệu rau củ quả cám bột bắp tôm nghề sò ốc tận dụng được nhiều nguồn thức ăn có sẵn giảm chi phí trong chăn nuôi